Em tự trọng anh gì? Tự trọng tự ái gì bỏ hết nha. Dương Lâm. Dạ. Em là nghệ sĩ hài. Trời, anh nói nghệ sĩ thì em vẫn ăn, bạn mời thì em sẽ ăn. Trời ơi. Nghệ sĩ gì? Ngon quá rồi, mấy mầm ngon. Cái trứng rất là thơm, bé béo bùi bùi. Cái này nó rất là béo, nhưng mà không chỉ ở trên là trứng đâu, ở trong cái bánh mì này nó cũng có trứng luôn. Bơm bơm. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn bánh mì Hokkaido. Hokkaido là Nhật Bản đó hả? Arigato gozaimasu. Gì đâu biết ha. Ai nói gì lẩm nhảm gì? Ủa bánh mì không mà, đâu có gì ở trong đây. Trò chơi này vô cùng đơn giản, đó là cắn bánh mì, không dùng tay. Cắn được cái bánh mì là thành công, không cần phải ăn. Hai đội sẵn sàng chưa? Chơi ba lượt, đội nào cắn được nhiều hơn thì chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Ok. Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi, cháu ơi, đúng không? Thôi, sửa kìa, anh nó sửa kìa. Sửa thì thua đó nha, không dùng tay, bỏ tay để phía sau đi. Con nhỏ em tôi nó giỏi quá. Dùng cái lưỡi tốt ghê. Rồi xong rồi nha, hay sao? 1-0, lượt thứ 2. 3-2-1 bắt đầu. Thôi đứng lên nè. Trời ơi, đúng rồi anh ơi. Em thương kèo đó, tôi mới thường được cắn hơn. Anh Giang ơi, anh bé thắng cắn trước thì nói tiếng bắt đầu. Một đều. Trời ơi, bắt đầu mà. Người ta có hình ảnh. Hoa hậu, xạo. Bây giờ là lượt cuối cùng. Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Quá, em để nhẹ vô miệng, cái em hả miệng nó vô à. Thôi anh đừng có nói gì nữa hết á. Khi mà ta nói người ta không thích mình là ta sẽ quấn cao cao lên như vậy, để cho mình không có với tới được. Đó, làm sao mà với tới được đây. Chưa cắn được mà đã nghe rồi. Trời xanh có mắt. Những người nào ăn gian, kết quả là không bao giờ bước vào đại tiệc ra về với o đồng. Các bạn là người bị dẫn trước, nhưng bằng ý chí kiên cường, các bạn đã bước vào đại tiệc hiên ngang, nhìn lại sau lưng với ánh mắt khinh bỉ và mang 10 triệu tiền thưởng về. Xin mời. Vô kìa em ơi. Em tưởng mình được đi về rồi chứ. Đâu có, mình có bánh mì ốp la nè. Em rất thích ăn cái này luôn. Cái này là trứng nhưng mà nó chín, nó lòng đào. Được ăn mà không biết nói, mà trong cái đứa được ăn mà nói uyên thuyên. Bây giờ vậy, chúng ta sẽ thưởng thức món bánh mì nướng của Hàn Quốc. Bởi vì đại tiệc này là đại tiệc bánh mì châu Á. Bộ cô. Nói gì? Ăn đi. Ủa, nó biết luôn á. Cha em là rất rành tiếng Hàn Quốc nghe. Anh giúp anh, giúp anh. Anh nhân ai xeo. Không cho ăn mà sai quá nè. Nay xeo lại gì cơ? Xin chào. Nhỏ nói luôn kìa, nhỏ giải thích luôn. Khám xăm đi ra. Nói gì cơ? Mà... Nhỏ giải thích luôn. Mà đi mắc quá yêu. Im đi. Cứ đi. Mà đi mắc quá. Cứ đi là cứ đi nhá. Cứ đi. Cái này không phải bánh mì. Cái này là cái gì nhá? Ừ.
rất là thơm, rất là mềm. Mùi trứng rất là đặc trưng. Xin mời. Cái này kêu bằng bánh mì gì anh? Bánh mì nướng trứng. Nó tên là Kumo Hansete. Cái độ này kỳ quá ha, nó thắng cuộc nhưng mà nó ăn kỳ lắm. Không, mình là những cái người mà kiểu mình trầm tính á, mình kiểu phong cách mà quý tộc. Ăn đi, kiểu tàu lao á. Cho nên là mình ăn rất là nhẹ nhàng trong điềm tĩnh, còn bên đội bên kia là kiểu lớn tuổi nhưng mà lúc nào cũng trẻ trâu á. Mình đừng có nói để họ ăn họ tự cảm nhận. Rất là thơm, hủi thôi em chưa ăn nha mà em đã nghe rất là thơm rồi. Rồi để có truyền thống trước khi ăn đi hủi nha. Chưa biết gì hết. Lúc nào cũng vậy, thử cái. Mà không nói được câu nào. Ôi lên món nữa kìa. Nó độ xốp bên trong rất là mềm, cực kỳ thơm luôn. Không, em mời mọi người ăn thử món này thật sự. Trời ơi, người ta mới có lòng tự trọng như em mà ăn thua mà ăn em. Không, anh ăn không. Em tự trọng anh gì? Tự trọng tự ái gì bỏ hết nha. Dương Lâm. Dạ. Em là nghệ sĩ à? Trời, anh nói nghệ sĩ thì em vẫn ăn, bạn mời thì em sẽ ăn. Trời ơi nghệ sĩ gì? Ngon quá rồi, mấy mầm ngon. Cái trứng rất là thơm, béo béo bùi bùi. Cái này nó rất là béo, nhưng mà không chỉ ở trên là trứng đâu, ở trong cái bánh mì này nó cũng có trứng luôn. Bơm bơm. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn bánh mì Hokkaido. Hokkaido là Nhật Bản hả? Arigato gozaimasu. Gì đúng biết ha. Ai nói gì lãnh nhảm vậy? Ủa bánh mì không mà, đâu có gì ở trong đâu. Trời ơi, có gì đâu đặc biệt. Chưa nha, phải cắt ở trong ra mới thấy nè. Nhìn cho kỹ nè. Không có gì luôn. Không có gì. Trời ơi. Hoa hậu. Hoa hậu em ơi. Hoa hậu nào mình ăn chụp giật vậy? Nè, nhích nhích qua đây nè, nhích nhích qua đây. Mọi người biết tại sao nó làm á, tại sao cái bánh mì này làm hình nhìn như vậy không? Vì sao? Hoa mai á. Hoa đào, thể hiện cho Nhật Bản đó, đúng không? À, hàng gì có cái này đúng không? Đúng không? Thì cái này là hay là Nhật Bản, số nào cũng có cái này mà. Hai tâm hồn gặp nhau rồi đó. Hai tâm hồn gặp nhau rồi. Ôi, hai đứa chụm nhau qua. Hai gốc cây nói chuyện. Lát xin có điện thoại ra ngoài cà phê nhé. Thường thì bánh mì này sẽ không có chi, nhưng mà trong thi đua ẩm thực thì đặc biệt người ta làm có chi cho mình thưởng thức. Cái mì nó mềm tuyệt đối, chi thơm lắm, nó dậy mùi và nó lan tỏa trong miệng mình lắm, nó làm xốp trong miệng mình lắm, nó mềm mại lắm, ngon á, mềm thơm, nó lan tỏa trong miệng mình lắm, nó mềm mại lắm, mềm thơm. Giật kinh tay gì trời. Không, vòng cuối rồi mình cho mấy bạn ăn không? Cho hả? Người ta nói là chữ cho. Mà cũng ăn thì... Coi thôi chứ có ăn đâu. Vâng, hát bài gì em? Em để ăn rồi, em phải trình diễn một cái khúc nào đó. Học thanh nhạc, tốt nghiệp thanh nhạc rồi đó. Ừ, mà giờ đi làm MC đó. Ê, anh chửi Ngô Kiến Huy à? Hả? Quý Huy thật vừa làm MC mà tại vì đâu có ai mời hát nữa. Thiệt mà gặp đâu vẫn nói gì thường. Không, anh Huy bây giờ đâu làm em game thủ rồi. À, chơi game luôn rồi hả? Game thủ rồi. À. Dạ anh yêu cầu đi em hát nha. Bất cứ bài gì hả? À. Thiệt hay giỡn? Ừ. Thuộc kiểu gì? Một bài tiếng Nhật đi. Tại vì mình đang ăn món Nhật. Biết chứ. Trường ơi, qua học kiến thức mà. Thì em Sakurai. Sakura. Sát cái gì vậy? Học mấy năm giờ chả hay có. Bây giờ em hát cho cái bài Rừng xưa đã khép. Kệ câu đầu đi rồi em hát được. Ta thấy em. Câu tiếp theo đi. Thôi đổi bài đi. Ủa, hoa hậu chứ đâu phải là quán quân hát được đâu. Rồi được luôn, bài khác. Chuyến tàu hoàng hôn. Ê, bài này biết. Rồi, vô. 2, 3.
Rồi vô 2, 3. Những đồi những đồi. Rồi ra bài những đồi qua sim bà ơi. Ra bài những đồi qua sim bà ơi.